Vâng, cửa hàng ô tô cũ giá rẻ Hải Phòng xin kính chào toàn thể các anh các chị đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì em tiếp tục về cho các anh chị một cái mẫu xe rất là nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu mọi người nhé. Đó là một chiếc xe Chevrolet Spark đời 2018, một chiếc xe form mới với động cơ 1.2 số sàn, tư nhân chính chủ, gia đình đi biển Bắc Ninh. Đấy, anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm chiếc xe này thì alo trực tiếp cho em theo hai số điện thoại ở trên màn hình. Thì các anh chị có thể là inbox riêng qua số Zalo để được tư vấn cụ thể các anh chị nhé. Một chiếc xe tư nhân gia đình đi đời 2018 với thiết kế form mới hoàn toàn. Nhưng mà với cái dòng xe này thì nói chung là thiết kế nó sẽ khác ở cái mặt catalang và phần đuôi xe. Đấy. Còn cái hình dáng của nó thì nó cũng nó sẽ có thay đổi một chút thôi về phần đầu và phần đuôi xe thôi. Đấy. Còn lại thì phần thân hình độ dài của nó thì nó sẽ như cái con form 2016 thôi. Đấy. Thì từ 2013 đổ lên thôi. Thì con này thì nói chung mà để mà nói thì đi thì khá là tiết kiệm. Đấy, đi trong khu đô thị thành phố thì khá là nhỏ gọn, khá là dễ dàng luồn lách mọi người ạ. Đấy, về phần nội thất của nó thì con này trang bị nội thất kế nỉ nguyên bản theo xe anh chị nhá. Nội thất của nó còn rất là đẹp như thế này. Nội thất của nó còn khá là đẹp. Đấy, ghế nỉ nguyên bản theo xe. Xe thì là một chiếc xe gia đình đi. Đấy, với cái đặc trưng của dòng Spark này thì thiết kế của nó khá là nhỏ gọn. Vâng ạ. Order của con này xem nào, bao nhiêu cây nhỉ? 8 vạn, đi được 8 vạn km mọi người nhá. Đấy. Đi được hơn 8 vạn, chưa đến 8 vạn mốt đâu. Đấy. Thiết kế của nó thì khá là đơn giản, mặt đồng hồ đây. Mọi người nhìn rất là nhỏ gọn đúng không? Đấy, kể cả phần mặt táp lô táp ly nữa. Đấy, hệ thống gương kính chỉnh điện anh chị nhé, hệ thống gương kính chỉnh điện. Đấy, gương kính chỉnh điện. Với phần nội thất con này thì phải nói là một chiếc xe rất là đẹp anh chị ạ, rất là đẹp nhé. Đây các anh chị có thể xem cái phần cửa sổ của nó đây. Đấy, cửa sổ này, đây mọi người xem cửa sổ này. Đấy, còn rất là đẹp này. Đấy, phần mặt táp lô này. Mọi người nhìn nhé. Đấy. Nhìn em xem. Còn rất là đẹp đấy mọi người ạ. Một chiếc xe gia đình đi chuẩn 8 vạn đời 2018, tư nhân gia đình sử dụng. Vâng ạ. Một chiếc xe tư nhân gia đình đi, zin cả xe, máy số zin và thân vỏ đều zin. Đấy. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Giá thành thì có tầm khoảng 185 triệu thôi. Bên em bao hồ sơ nhé mọi người nhé. 185 triệu em bao hồ sơ, bao ship cho các anh chị nhé. Bao hồ sơ, bao ship cho mọi người với giá trên. Đấy. Xe cực đẹp luôn. Chiếc xe rất là ok, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất táp lô, táp ly của nó này. Đây ạ. Nó tắt đằng sau anh chị nhé. Đấy. Cái này là bác đây à. Ai khách, ai ngồi sau là để thuốc lá này, cháy ghế này. Keo chỉ cột kèo zin, máy số zin. Đấy. Với chiếc xe này thì các anh chị quá yên tâm luôn. Với thiết kế cái phần khoang cốp con này thì nói chung là nó cũng rất là nhỏ gọn mọi người nhé. Cốp để đồ khá là nhỏ gọn như này. Lốp dép thì dàn lốp còn mới nhé, dàn lốp còn khá là ổn định, nó còn đạt tầm khoảng 70%. Đấy, hai thắng đĩa và hai bánh sau là hai lốp sau là lốp tăng chống mọi người nhé. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, rất là đẹp cho mọi người có thể lựa chọn. Và chúng ta che mưa che nắng đi gia đình đều được cả. Đấy, đúng không ạ? Đi ra ngoài hả? Rất là ok. Đây em sẽ quay phần máy cho các anh chị xem cái phần khoang máy của nó nhé. Máy thì nói chung là con này thì nó là 1.2. Đúng không ạ? Máy của nó là 1.2, 4 máy. Đấy, máy số thì zin nguyên bản. Đấy. Máy số zin và thân vỏ đều zin. Đây anh chị nhé, đây là phần khoang máy của nó này. Đấy, máy móc thì còn như mới luôn anh chị nhé, máy móc còn như mới này. Đấy, máy nổ rất là êm luôn. Đó, máy là nghe không thể để chê cả. Cái này thì có trang bị cả là phanh ABS đầy đủ nhé anh chị nhé, có trang bị phanh ABS này. Đó, quá đẹp luôn, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Động cơ 1.2 4 máy nhé, 4 máy. Ok mọi người nhá, em vừa lên sóng cho các chị một cái mẫu xe Chevrolet Spark 2018 nhé, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Con này thì đăng kiểm đến tháng 1/2026, xe mới đăng kiểm xong. Anh chị đang có nhu cầu quan tâm chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp với em Nát ô tô qua số hotline
0866010016 nhé, hoặc 0906034285 để được tư vấn cụ thể mọi người nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn lại mọi người trong tin mẫu lần sau nhé.